chưa có ngủ, lậu đặng thông. Lậu đặng thông có thì nhất họ sẽ đỡ đầu. Lậu là lọt, thông là thần thông. Chưa có chứng được quả la hán, thành họ có thần thông thôi. Có năm cái thông đầu là biết bay, thiên nhãn thông, thiên thần túc thông, thiên nhĩ thông, tha thông thông, chứ chưa có lậu đặng. Hôm nay này thì theo trong số đó, đó là có bốn người họ tu ngũ thông, nhưng mà họ biết được cái lúc bốn người chết rồi thì anh cả mới kêu người anh thứ gì là em làm xuống biển để trốn từ thần, em có phần tù lễ em chết, và còn em thứ ba nữa đó thì chung lên núi để trốn, và em thứ tư thì đi vô giữa chợ để cho thần chết không tìm được, còn ta bay lên thẳng lên đây để trốn. Thì trong tuần đó thì cái người mà anh cả đầu đà trên không rớt xuống đó, thằng ra trốn từ thằng bằng cách là ẩn lên trong đây mà rốt cuộc cũng chết. Thành ra cho nên có cái bài kinh pháp cú Quán Thế Âm Đức Phật nói là cho dù bay hút lên trời, cho dù đáy biển trốn thời đặng đâu, cho dù núi thẳm hang sâu không nơi nào tránh quả sầu đã gây. Mình gây cái nghiệp rồi là kiếp của người đã hãy có sinh là có tử. Tất cả hình tướng trên thế gian đều hủy hoại, kể cả núi sông nhà cửa cây cỏ đều phải được chi phối của định luật tu thường. Cho nên là cái chết là cái điều ai rồi cũng chúng ta cũng phải có. Xin thưa quý vị, cái sợ chết là chúng ta sợ chết và chúng ta chỉ ngồi và rầu rĩ hoài thì không ích lợi. Và chúng ta sợ chết chúng ta làm lành làm thiện, cho nên khi mà làm lành thiện thì cái người đi đâu thì đúng không? Cho nên trong kinh Đức Phật dạy là vui thay gặp bạn hiền xưa, mạng chung thiện nghiệp có đưa ta về, sống mà vui thịnh tham ghê, tham sân chống dứt, si ghê xuống trừ. Đây là vui thay gặp bạn hiền xưa, mạng chung thiện nghiệp có đưa ta về, vui gặp bạn hiền, mình ở đây mình gặp bạn hiền bạn lành thì ta mời mình ăn uống, ta chăm sóc cho mình đầy đủ đúng không? Khi mình đi đâu chỗ này chỗ kia đó, vui thay gặp bạn hiền xưa, mạng chung, mạng là sinh mạng, mình chung rồi cuối cùng tức là chết, mạng chung thiện nghiệp có đưa ta về, sống mà tri túc, tri là biết túc là đủ, biết đủ đó, mình không tham đó, không còn sân không còn si đó, sống mà tri túc vui ghê, tham sân chống nhất si mê số trừ. Cho nên khi mà mình làm lành thiện tại đây mà có phước đức, có trí huệ đầy đủ, khi chết mình chắc chắn một điều là đi về gọi là. Và cái gì bây giờ như ngài Ma Nam đó là em chú bác của Đức Phật làm vua đó, nhưng mà trong khi đó thì với bạch Đức Thế Tôn, như con nghe là Đức Thế Tôn dạy con thọ 30 ngũ giới và con hàng ngày con giữ giới trong sạch và con làm thiện tránh điều ác. Nhưng mà khi con lên xe thì nhiều khi ngựa nó chứng á, nó quăng con và nó cán con chết thì ngay đó cũng sanh về đâu. Bài kinh này Đức Phật khi mà nghe ngài Ma Nam hỏi vậy thì Đức Phật nói này Ma Nam, nếu một cây nó nghi về một hướng, thợ cưa ngang mặt đất, cây ngã về đâu? Ngã về hướng nghiêng cũng vậy. Cho nên nói khá là tức là bây giờ làm lành thiện thì chết sanh về chỗ là chỗ thiện. Giờ các vị ngồi đây khi trăm tuổi gì về đâu? Về Phật, về đất Phật nè, về chùa. Cô nghe rõ chưa? Rồi, đó, cũng vậy. Và xin thưa quý vị, các vị ngồi đây khi nào mình chết, giờ tôi nói này, nhiều người có tang thì khi đi đâu, đi ra khỏi đường thì mình lấy cái tang xuống sẽ vô nhà ta này, đúng không? Nhưng mà bây giờ cái đó ta kiên cử, nhưng thật sự cái duyên mỗi người mà biết cái lý duyên sanh của Phật dạy, mình chưa chết dầu cho cúng giá gì cũng không chết rồi. Mà khi cái duyên mà hết rồi đó, mà chết rồi đó, không còn duyên nó khỏi cành này nữa, cúng heo, cúng bò gì tới chừng đó sao cũng đi về bạc liêu à, thấy chưa? Thành ra quý vị thấy ở tại đây nè, nghĩa là mình biết làm lành làm thiện thì khi mình trăm tuổi mình đi về có lành có thiện. Giờ ngồi đây quý đệ nói gì đây, để đừng sợ là chết. Giờ tôi ai chuột tôi chết được không? Không chết được. Tôi quay một năm ba con chỉ được cúng, giờ cúng cầu cho tôi chết tôi cũng không chết được nữa.
nhưng mà cái duyên tôi hết rồi, bây giờ lo nó nhiều thế này. Tại trường thành đã nói cái chết thì sợ nghe không, chết thì sợ. Người tôi chúng tôi đó để cái quan tài họ bỏ khi một thiền hành nghe cái chết kế mình gì mình biết mình tỉnh tỉnh mình ráng đúng không, thành ra chết thì sợ. Giờ ở đây tôi để thấy ở đây ngồi đây, cái để ngồi đây có ai biết ngày nào mà chết không, biết không? Tôi biết rồi đó, tin không? Tin là chết tôi đó. Đây tôi nói là tôi không nói dối đâu, để nghe tôi biết nè. Tôi biết lúc nào tôi chết, nghĩa là tôi thở ra vô không được là tôi chết đấy. Cái gì biết không? Biết không? Biết, ai biết trơn cái gì không biết. Thở ra vô được là chết nè. Đây là tôi thân từ làm cái bài kệ, cái gì thấy nè. Vì mình tin Phật Pháp, có ăn là có no, có tu là có chứng, có đi là có đứng. Và chúng ta từ học lớp 3 được làm cho quý vị. Rồi mà giết, cầm mà giết giết thì chúng tôi ở gần, cầm mà giết giết hoài không biết gì làm đó. Dạ thưa thầy cô, dùng dùng cô, ăn cơm là dùng là ăn cơm. Còn mình giết cái thơ, mình cắn, cắn bút của mình không biết tới đó để câu gì nữa. Khi mà có cái trí vô sư, ta có hiện ra, thì nổi lên. Hồi xưa, Hòa Thượng là con gái đò ở Trà Ôn, rồi Hòa Thượng đi qua mà giết cái bộ Phật phổ thông á, thầy nói cái này thầy ra giết cái quyển đó rồi đi qua đi lại cái chợ Trà Ôn, tại chỗ của Trà Ôn ngay đầu cổ đó, tại chùa Trà Ôn đó, thầy đi qua đi lại thì lúc đó Hòa Thượng Thanh Từ lúc đó có một cô bạn và một cậu con trai, một chủng tử. Bởi vì các vị thấy tại sao tôi gọi là chủng tử, quý vị xem kinh đó thì thấy trong sử Đức Phật có vợ không? Có con không? Tôi không có thấy kinh nào nói Phật có vợ. Thì thái tử có, bây giờ nói Phật có vợ đâu, còn càng nữa có vợ có con. Thì gọi là chủng tử. Bởi vì đây đi đâu đó đó đó, đó. Cái chú nhỏ, cái chú nhỏ đó là con của ông thầy đó đó. Không có nói con thầy mà nói chủng tử là giống ông thầy. Phải không? Đã thầy rồi thì đâu còn con nữa, đâu còn vợ nữa, đúng không? À, cũng vậy. Cho nên khi mà sư ông chúng tôi là một người thiện hoa đó, đi qua đò, mỗi đi qua chợ qua là thì Hòa Thượng Thanh Từ lúc đó là còn chú lái đò, lái đò. Lúc đó 42 tuổi thì đưa đò. Đưa đò thì cái nói dạ thưa thầy, lúc đó là chú lái đò hỏi dạ thưa thầy, hỏi Hòa Thượng sư ông á, dạ thưa thầy, đưa con chèo đò một con tu được không, xuất gia được không? Thì sư ông nói Đức Phật dạy Như Lai là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, ai đều muốn thành Phật thì tu là thành. Rồi nói dạ con lái đò nhưng con không học, con xin xuất gia được. Sư ông nói được, miễn khi giao chùa học, tuy là học lớp 3 rồi là, nhưng mà vào học Phật Pháp học nên là coi như đọc hết luôn cái là tam tạng kinh điển, học cũng rất dữ dội, dữ no, rất là giỏi. Không học thế học thì học qua Phật Pháp. Thành ra do đó mình thấy mình có ăn là có no, có đi là có tới, không sợ cái điều đó điều chắc chắn. Cho nên tại đây hiện giờ mặc dù mình thấy cái người đó học ít gì văn hóa, nhưng mà học gì thấy học ít, nhưng mà Phật học họ học nhiều, họ cũng mở trí được như thường. Cho nên cái gì thấy Đức Hòa Thượng Thanh Từ nói là hơi thở thở đáng vô được là chết, còn động còn ấm còn ta, động chừng ấm dứt thành ma ra đầu, xót thương không lấp não nồng, thức thầm theo nghiệp hết mong trụ phù. Còn động là còn cử động, còn đi đứng nói năng, còn ấm là ngực mình còn nóng còn ấm, là còn ta là còn sống. Động chừng là nằm sủi lơ đó, động chừng ấm dứt ấm mà nó hết nó lặn rồi thành ma ra đầu, xót thương khóc lóc não nồng, thức thần theo nghiệp hết mong trùng phục. Cái gì thấy con đường đi cha mẹ đi đường nào mình có thể tìm gặp, nhưng mà đi cái đường sanh tử cái đường đó không nhiều gặp, chỉ cần tu có thể gặp được thôi. Cho nên nói thì mình thấy mình không sợ, mình không sợ chết, mình không chỉ sợ mình không tu thôi, chứ tu mình không sợ. Thường thường ở người đời người ta nói những cái mà đời thì theo dân gian ta nói có cái trúng cái trật chứ không phải là cái đập đúng hết. Chẳng hạn như không ai nghèo ba họ,
không ai khó ba đời đúng không? Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời đúng không? Cái đó phải chân lý không? Không phải chân lý. Giàu họ nhà Nguyễn, vua Gia Long tới vua Bảo Cải bao nhiêu đời? 14 đời. Và làm vua nghèo không? Anh ở Phước Đức cũng sức mạnh. Ông bà nói anh ở Phước Đức đi là mình sẽ giàu hoài. Còn nếu mình anh ở mà không Phước Đức rồi đấy, thì nửa chừng vài năm, 10 năm rồi mà khi dễ người này kia là anh ở không hết cái phước, bỏ cái phước rồi thì nó không có bền. Mà muốn giàu bền là biết tu, là có Phước Đức là có tiền. Cái gì thấy nè, nhìn lại tôi nói cái phước tại thế gian này tiền tìm mình rất là dễ, mình tìm đồng tiền rất là khó, phải không? Mình có phước rồi tiền tìm vô cửa cái không được, nó đi vô cửa không vô, mình không được nó vô mà xả vô. Còn mình mà thiếu phước rồi tiền đem vô rồi bỏ túi rồi cũng đưa hai tay dư cho bác sĩ, đưa cho luật sư, đúng không? Tiền tìm mình là dễ khi mình có phước, còn mình không có phước rồi tiền tiền để trong túi rồi cũng khó đưa ra, khó mà anh nghĩ đưa cho ta, phải không? Ông bà đã ở Phước Đức cũng sức mạnh là cái chỗ này. Thành ra cái gì thấy người đời họ nói nhiều câu có trúng có đặt mình phải coi lại. Chẳng hạn ta nói trèo cao cá đau đúng không? Trèo cao cá đau, trèo cao cá đau không? Không, lên lầu 10 có té xuống có đau không? Chết queo là cũng biết đau. Ta nói trèo cao cá đau, ta nói cái chân lý hoặc là cái này cũng đúng như người đời, ta nói có cái trúng có đặt, phải chưa? Thật ra mình đã thấy bây giờ nói tới cái định nghĩa này là tới chữ thế phận thứ hai là bệnh và chết. Trong từ xưa tới giờ cổ nhân có nói là thế gian gian nan duy nhất tử, ở thế gian là phải đời này, thế là đời, gian là nơi nên bắt đầu là thế gian này. Gian nan là đau khổ, tôi chịu nhất duy nhất tử, duy chỉ có nhất tử là chỉ có cái chết, ai cũng sợ cái đó là cái chết. Và xin thưa quý vị, ông Anh Tử nói rằng ngã bản bất nguyện sinh, hốt nhiên sinh ư thế. Ngã bản bất nguyện tử, hốt nhiên tử vị trí. Ngã là ta, bổn là bản, ra là bổn cũng vậy. Người Bắc thì gọi là bản. Nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn người Nam thì Nam mô bổn sư. Người Nam Bắc được bản cũng cũng vậy. Ngã là ta, bổn bất nguyện sinh. Chúng ta không muốn ai sanh ra đời đấy, sanh gì có Phật không muốn sanh ra đây, sanh vào cũng chết nè. Ngã bổn bất nguyện sinh, hốt nhiên sinh như thế. Hốt nhiên là tình linh sinh ra ở cõi đời này, mình đâu có muốn đâu. Và khi mà sanh ra thì mình vui không? Cười hay cười hay khóc? Có đứa nào cười thì sao? Mình chạy. Sanh ra mà cười là chạy lắm, đúng không? Cho nên qua qua ba tiếng chào đời, khổ đau nhập báo trong lòng sơ sinh. Ngàn sinh ra ta khóc chào thiên hạ, buổi lìa đời thiên hạ khóc tiễn đưa ta, cũng từ đi khóc, phải không? Cho nên ngã bản bất nguyện sinh, hốt nhiên sinh như thế, tình hình để sanh ra đời nè. Rồi ngã bổn bất nguyện tử, mình có vợ có con có nhà có cửa có chồng con muốn chết đâu, không. Ngã bổn bất nguyện tử, hốt nhiên tử kỳ trí, hốt nhiên tình hình, cái tử là chết, kỳ trí là nó đến nè. Đến tình hình nó có báo trước mình không? Có, sao không báo? Đây, cái chuyện này không phải là nằm trong kinh Phật, nhưng mà mình sẽ thấy cũng gần gần. Thì tác giả mới là ai, nhưng tôi đọc tôi thấy cũng có lý, để kể cho quý vị nghe. Khi đó một cái hồn ma, lên Phật giáo thì không cho gọi là hồn. Tại sao vậy? Không cho gọi là linh hồn. Tại linh hồn nghĩa là cố định người bây giờ, nhưng mà đằng sau chuyển lên cũng là cố định linh hồn. Nhưng mà sự thật là không phải, chân lý là đời này là người, nhưng mà nếu tầm số suy nghĩ mình xuống thấp thì chuyển xuống cái hàng thấp. Chẳng hạn để cái gì biết như nói thôi bay thì có làm cái trò mèo mã gà đồng, có nghe nói không? Mà biết nghĩ gì không? Mèo mã gà đồng, mèo mà tới lúc động cỡ nó thường tập trung người gọi mã kêu meo meo, nó tự nó tìm bạn giao nha, đúng không? Gà mèo ra chồn gọi là mèo mã, ra chồn mã. Gà đồng là gì? Gà rung và đồng cho ăn lúa, ruộng rồi xanh ăn lúa. Gà trống mà nó vừa quay quần lại này kia gặp gà mái thì muốn đạp chạy lên đạp, nó có mình nó mắc cỡ không? Không,
làm tròn ngày mái ngày đồng, tức là làm mà không có qua lễ giáo, không biết mắc cỡ. Thì nếu mình là người mình làm ở tập số không mắc cỡ thì chuyển xuống mình làm cũng không phải. Cho nên nhà Phật không có cho để nói từ linh hồn mà nói là nghiệp thức hay thần thức là thanh tu ấm. Nói cái đó đó tức là hiểu quy biết rồi. Cho nên mình phải thấy đó là khi mà chúng ta ở tại đây đó, mà mình chúng ta còn sống thì chúng ta phải nhớ tới cái lúc mà mình phải chết. Đó. Cho nên đó là hàng ngày chúng ta sống tại đây đó, chúng ta nhìn lại chúng ta có cha có mẹ, cũng có ông bà, nhưng mà cha mẹ ta gì ở đâu không biết. Rồi mình sẽ đi con đường này, điều đó điều chắc chắn. Rồi cổ đức cũng có nói là nhân sanh từ cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếm hạng thanh. Nhân sanh, nhân là người, sanh là đời, người đời mình. Thùy là ai? Vô tử. Vô là không tử là chết. Người đời chúng ta là người đời, nhưng mà ai là không chết? Người ai cũng phải chết. Ngày 80 tuổi còn thì chúng ta này cũng vậy. Lưu thủ đan tâm chiếm hạng thanh. Nghĩa là thanh đó là cái thanh tre. Lưu là để lại, thủ thì giữ lấy, hãng là đỏ, tức là chỉ có để lại cái tiếng tốt cho ghi lại trong sử sách thôi. Cũng vậy, cái Đức Phật thường dạy là hữu hình là hữu bại. Con người có sanh ra là có già, có bệnh, có chết. Và mình biết như vậy cho nên phải ráng tu để tránh cái dòng sự tương vọng này. Và cái gì thấy, còn trẻ sanh ra mình không biết là khổ. Nhưng mà xin thưa, giờ mình có trí chút là mình lớn tuổi rồi, mình nhìn coi kiếp sống con người mình vui nhiều và khổ nhiều. Dù là chị Kiều ở Mỹ này cũng khổ, phải không? Không khổ gì chồng con cũng khổ gì, vợ con không khổ, vợ con cũng khổ gì, cái chóp này chóp kia không khổ, chóp này chóp kia cũng khổ gì, thân quỵ hoại. Thành cho nên người đời phải biết làm sao. Người đời số phải chi cơ, lưu du gì bụi, trăng mờ gì mây, chi cơ là cơ duyên. Thành ra người đời số phải chi cơ, lưu lưu gì bụi, cái hương mà nó lưu là tại vì bụi nó đóng, mà trăng mờ gì mây. Cái câu sao tôi đổi lại, người đời số phải chi cơ, lưu lưu gì bụi, âm mờ gì yêu. Yêu nhiều quá đã không có mệt quá, thành ra mình lo nghĩ lên mình buồn, mình biết tâm mình nó loạn, đúng chưa? Thành ra hữu hình hữu hoại. Nên là theo Wikipedia nói là chết là gì? Chết là sự chấm dứt của dinh dưỡng có các hoạt động chức năng sinh học trong các bộ phận của cơ thể của mỗi một sinh vật. Chết là gì? Chết là các cơ phận của mình đã ngưng hoạt động. Đó thì học đây mình có học cái này để mình biết, mình chuẩn bị chết là đáng sợ không, và chuẩn bị cho người thân của mình. Trong này, trong bộ kinh Chánh Di Kiến Phật nói là bất cứ loại hữu tình nào, hữu tình là gì? Hữu là có, tình là tình thức, biết nóng, biết lạnh, biết vui, biết buồn, gọi là mỗi một gọi là hàm linh. Hàm là chứa đựng, linh là sự sáng suốt. Chẳng hạn con mũi, con ruồi có hàm linh không? Có. Đặt nó biết bay không? Biết. Con cá của nó cũng vậy, tất cả là hữu tình đều có tánh giác, có tánh, nhưng mà nó yếu mà nó mạnh chỉ có trong con người là nhất thôi, tôi mới có chứng quả được. Rồi thì Chánh Di Kiến Phật nó bất cứ loại hữu tình nào cũng có sự mạng chung từ trần tử huyệt sanh ly, sự tan rã của các quẩn, phải vứt bỏ hình hài này chưa hiền, Như Lai gọi nó là chết. Mình phải bỏ xác thân này, nghĩa là các hoạt động của cơ thể mình đều là nó có cái thời hạn, nó tới chấm dứt. Là các vị thấy hồi còn trẻ còn có bài học thì 5-3 phút đã thuộc rồi, bây giờ tới già rồi để chìa khóa đâu mất tiêu. Vừa rồi có người Phật tử nói dạ thưa thầy vân tụng bài chú nào cho con để sau cái chiều con cưới dâu mà hổng đạt con kiếm ngoài không ra, có vân tụng bài chú nào? Tôi nói trời ơi, cô ơi, tôi chưa có chứng quả được, cô chú nào mà tôi tụng đâu. Thì cô ráng cô suy nghĩ, chỗ nào cũng kiếm hết, nhà con kiếm hết rồi, cả tuần nay không thấy được lạc hết trơn, chỗ nghẹn được lạc hết, không có ra chỗ nào hết trơn. Có bài kinh nào thầy tụng dùm cho con, còn nói cho bài chú dành cho bài kinh đó. Tôi nói có bài kinh nào, tôi nói kinh tiếng mới.
nghèo thì biết ra. Và ta muốn tội nghiệp thì các tại sao nói để đi học các cái gì thấy đó, mỗi một con người chúng ta đó, khi mà hoàn thành một con người khoảng 20 tuổi thì tế bào não của mình đó, nó đầy đủ là 10 tỷ tế bào, 10.000 triệu tế bào. Nhưng qua 21 tuổi sinh lên, theo y học chứng minh đó, mỗi một ngày mình chết 10.000 tế bào. Một ngày chết 10.000 cái tính viên từ đó. Và nếu mình có những cái viên mà làm chết nào là gì? Thứ nhất là uống rượu, dùng những chất sai. Và thứ mà kẻ thù nhất của nó nữa là gì? Thuốc lá và uống rượu, những chất sai đó. Và nhất là những người mà gây mê, mà mổ xẻ đó, nó bị giảm nhiều lắm. Cho nên các tế bào nào trong cơ thể được mất cũng phục hồi được hết. Và duy nhất chỉ có là tế bào não mình là nó chết bao nhiêu là chết, chứ không có phục hồi. Chỉ có niệm Phật, tụng kinh, tọa thiền, truyền chú thì cái tâm của mình nó nhẹ nhàng, cho nên cái đầu nó lâu thôi chứ nó cũng chết. Cho nên nhìn thấy còn trẻ học cái gì, học kinh nó thuộc và tới nhà lâu thuộc đúng không, thì cũng vậy đó. Thì nên chúng ta phải ráng cho nên chết là một điều không tránh khỏi, nhưng mà chúng ta phải thấy mình không sợ nó hoặc không cổ vũ nó. Mình để thân này, nhiều người nói dạ thưa thầy, con học phải sống, con muốn chết. Nghĩ gì mình muốn chết là sai. Mình sống để mình tu, để có phước đức. Mình chưa có vốn nhiều, mình đi qua chỗ lạ, mình phải đem món làm món kia tư lương theo. Cho nên hai cái mà ở trong nhà Phật này đó, thì một cái là chấp đoạn, cái chấp thường. Chấp đoạn là gì? Chấp đoạn là muốn chết liền. Còn chấp thường là muốn sống dài. Mà hai cái muốn được không? Không được. Nhưng mà trong kinh Phật dạy, chúng ta nói chết là để chúng ta lo xa. Và trong kinh Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, người đời vì lo làm ăn, lo sự nghiệp mà quên đi. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh là mỗi khi thần chết hiện về, nào ai có thể dở nghe cho mình, chồng con dẫu có chí tình cũng đành đứng lặng khóc nhìn mà thôi. Thương cái máy thôi, đứng nó khóc, họ nhìn thôi chứ họ đi theo không? Không. Mà khi chết rồi đi đâu, còn sống mãi mãi con đi theo, nội cho con đi theo. Mà khi chết rồi, nó không dám ngủ ở nhà. Nó qua nhà bạn ngủ ở nhà, nó hỏi, sao nhà mẹ ngủ đi đâu? Dạ, con sợ ma. Phải không? Để tôi nhìn thấy, đó, cũng vậy. Nên là cho nên đời Phật có vị tỳ kheo mà đau bệnh nan y, cho nên có hai vị nó sát sóc. Hai vị này nói, sư huynh sống khổ quá, thôi khi chết tôi rồi đi, tôi sống gì? Cái gì thấy nhiều ông bà quê, cứ con cháu mày mà chết cũng cho rồi, mày chết thì tao cũng heo. Nó nói tới được chết khóc không? Khóc. Giận thì nói mà nói sai. Cho nên những hai vị thì theo được khuyên những người chết, thì sao đó người này tự sát chết. Và chết là Đức Phật hay, Đức Phật xuống vỡ hai vị này, không có cho làm gì vậy. Quý vị thấy là mình học cái điểm mình biết. Vì mình giết người chết đọa địa ngục, còn sát sanh là giết người đọa địa ngục, sát sanh là sát sanh là của mình đó, chết sanh gì đâu, biết không? Không là địa ngục. Mình giết người mới đọa địa ngục, mình giết mình là chết đọa ngạ quỷ. Ngạ là đói, quỷ là một la, ma là ma đói rất là nhiều trăm năm, rất là lâu. Tự tử nó giết mình là tự tử đó. Thành ra đừng bao giờ khuyên ai muốn tự tử chết, tự tử đâu gặp chuyện này chuyện kia khổ đó, là tự tử chết là hết. Nó còn đậy lên bây giờ các triệu lần là ma đói là đau khổ lắm. Ngạ quỷ nó gặp đói đó, là quỷ thầy để cái cúng ăn đó, là khai cái chú giết hầu á, Nam Mô Tát Phật ra và đại chi đế đó, khai là đẩy hầu ra ăn mới được. Còn cái, nếu ngạ quỷ gặp nước thì thành nước dầu hôi, gặp cơm thành lửa tháng. Cho nên ngạ quỷ là bà thanh đề mẹ của ngài Bồ Kỳ Liên đó. Nhưng mà ngài Bồ Kỳ Liên